Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về chiến lược tiêm chủng mùa xuân 2022, những ngày này, ngành Y tế Đà Nẵng đã phối hợp với các địa phương thần tốc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Cùng với các địa phương khác, ngay sau Tết Nguyên đán, quận Liên Chiểu đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân, bao gồm tiêm mũi 3 cho các trường hợp đến thời gian quy định, đồng thời rà soát tổ chức tiêm cho các trường hợp chưa tiêm chủng vì các lý do khác nhau. Quận đã huy động cán bộ y tế và các lực lượng khác tổ chức hai điểm tiêm chủng. Thì đến bây giờ đạt tỷ lệ là được là 65% rồi. Thì ngày 14 này là triển khai tiêm tại nhà cho những người dân mà đi không được là triển khai 4 đội tiêm sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà để mà phường đã đưa danh sách lên để bổ sung đạt tỷ lệ 100% cho người dân cơ bản mũi 2 và phấn đấu hết cái quý 1 là đạt khoảng 99% mũi 3 cho toàn dân. Với kinh nghiệm từ các đợt tiêm chủng trước, ngay sau Tết, các địa phương đã huy động nhân lực, trang thiết bị để nhanh chóng triển khai tiêm chủng cho người dân. Tính đến nay, Đà Nẵng đã tiêm chủng được hơn 2,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó đã tiêm mũi 3 cho hơn 260.000 người và phấn đấu hoàn thành việc tiêm mũi 3 ngay trong quý 1 này. Thành phố cũng đã yêu cầu các địa phương rà soát kỹ các trường hợp chưa tiêm và tiêm chưa đủ mũi. Chúng ta phải quyết tâm làm bằng được, bởi vì đây chính là một trong những biện pháp để chúng ta kiểm soát dịch. Nên tôi nhắc lại là chúng ta phải quyết tâm hoàn thành được mục tiêu của cái việc tiêm chủng và phủ một cách tối đa với các đối tượng cần phải tiêm chủng. Thực tế qua công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 cho thấy phần lớn các trường hợp chuyển nặng đều chưa tiêm chủng. Vì vậy các địa phương tiếp tục rà soát, tổ chức tiêm cho các trường hợp chưa tiêm. Đồng thời ngành y tế thành phố cũng đang chuẩn bị các điều kiện để tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay sau khi có chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế.